Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 3 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Tình báo Mỹ xác nhận Trung Quốc che giấu mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh, châu Âu sơ tán khẩn trương công dân khỏi Việt Nam. Hãng tin Bloomberg cho biết vào ngày 1 tháng 4 năm 2020, một báo cáo mật của Tình báo Mỹ đã kết luận là Trung Quốc đã gian dối về số liệu các dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán khi đưa ra các con số thấp hơn thực tế. Báo cáo mật này của Cộng đồng Tình báo Hoa Kỳ, IC, tức là tập hợp 17 cơ quan tình báo Mỹ, đã được phân loại và gửi đến Nhà Trắng vào tuần trước. Đây là hình ảnh hãng Bloomberg đăng tin tình báo Hoa Kỳ nói Trung Quốc che giấu sự bùng phát của dịch bệnh. Hãng Bloomberg đã đăng vào thông tin này từ 3 quan chức của Mỹ. Các quan chức này đã từ chối tiết lộ danh tính, cũng không cung cấp nội dung chi tiết của báo cáo trên. Tuy nhiên, họ nói rằng báo cáo cho thấy các báo cáo công khai của Trung Quốc về số ca nhiễm và tử vong là cố ý không đầy đủ. Hai trong ba quan chức nêu trên khẳng định số liệu của Trung Quốc là giả. Các quan chức trên cũng không khẳng định rằng liệu báo cáo có đề cập tới số liệu thực tế của Trung Quốc là bao nhiêu hay không. Tóm lại, báo cáo của Cộng đồng Tình báo Mỹ IC kết luận Trung Quốc cố ý làm giảm số liệu thương vong do cúm Vũ Hán gây ra, nơi bùng phát dịch bệnh đầu tiên là Trung Quốc. Và cùng thời điểm này, châu Âu và các nước đang đồng loạt di tản các công dân của mình khỏi Việt Nam. Đây là đợt di tản lớn nhất trong lịch sử của Cộng hòa Liên bang Đức đối với các công dân của mình ở nước ngoài. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng vừa nói lấp lửng về số liệu bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán của Trung Quốc như thế nào. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng vào hôm 1 tháng 4 năm 2020. Trong cuộc họp báo vào ngày 1 tháng 4 năm 2020, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận được câu hỏi về tính chính xác trong số liệu ca nhiễm tử vong do dịch viêm phổi Vũ Hán gây ra ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ông Tổng thống Trump đáp lại như sau: "Làm sao chúng ta biết được nó có chính xác hay không? Tôi không phải là một kế toán ở Trung Quốc." Cũng tại một cuộc họp báo, ông Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định chính quyền chưa nhận được bất kỳ báo cáo tình báo nào cho thấy Trung Quốc che giấu số liệu của bệnh nhân và nạn nhân của viêm phổi Vũ Hán. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ nói thêm như sau: "Số liệu của họ dường như có một chút sáng sủa liên quan tới những gì chúng ta chứng kiến và những gì được báo cáo, và tôi đang khá thân thiện khi nói vậy." Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong những tuần qua đã kịch liệt chỉ trích Bắc Kinh, cho rằng giới lãnh đạo Trung Quốc không tỏ ra minh bạch với thế giới về tình hình dịch bệnh ở nước đông dân nhất thế giới này. Cho tới nay, Nhà Trắng chưa hề cáo buộc một cách rõ ràng và chính thức là Bắc Kinh gian dối về số liệu của dịch viêm phổi tại Vũ Hán. Và tin tức về báo cáo này đã xuất hiện một ngày sau khi bà Priest, điều phối viên của nhóm công tác chống viêm phổi Vũ Hán ở Nhà Trắng, nói rằng cách thức Mỹ phản ứng với đại dịch có thể không hiệu quả tối đa vì những thiếu sót trong dữ liệu của Trung Quốc. Đây là hình ảnh bà Priest, điều phối viên của nhóm công tác chống viêm phổi Vũ Hán của Nhà Trắng. Tại cuộc họp báo vào ngày 31 tháng 3 năm 2020, bà Priest đã nói như sau: "Cộng đồng y tế giải thích số liệu của Trung Quốc nghiêm túc đấy, nhưng nhỏ hơn dữ liệu của bất kỳ ai, bởi vì có lẽ chúng ta thiếu một số dữ liệu đáng kể. Giờ là lúc chúng ta xem chuyện gì đang xảy ra ở Ý và Tây Ban Nha." Cho đến hết tháng 3 năm 2020, Trung Quốc đã báo cáo công khai hơn 82.000 trường hợp mắc viêm phổi Vũ Hán, trong đó có 3.300 người chết. Như vậy, số người chết vì viêm phổi Vũ Hán tại Trung Quốc trong hơn 2 tháng chỉ bằng một nửa so với Tây Ban Nha trong hơn 3 tuần lễ và bằng 1/3 so với tại Ý từ giữa tháng 2 đến cuối tháng 3 năm 2020. Hoa Kỳ có số bệnh nhân cao hơn 2,5 lần so với Trung Quốc. Truyền thông phương Tây không tin vào các con số chính thức của Bắc Kinh. Trả lời trên đài truyền hình ECI vào ngày 29 tháng 3, bác sĩ về đường truyền nhiễm tại bệnh viện Saint-Thierry Paris cho rằng dịch bệnh đã bùng phát từ tháng 9, tức là sớm hơn nhiều so với thời điểm chính thức Bắc Kinh thông báo. Bắc Kinh có lẽ đã che giấu về số người tử vong và con số cao hơn nhiều so với hơn 3.000 ca tử vong trong thống kê chính thức. Và cũng trong tuần vừa qua, hình ảnh cũng như những video ngắn mô tả
hàng ngàn chiếc hũ đựng tro cốt bên ngoài các nhà tang lễ ở tỉnh Hồ Bắc càng khiến cho công chúng nghi ngờ về báo cáo của Bắc Kinh. Đây là hình ảnh người dân xếp hàng dài để lấy tro cốt tại một nhà thiêu ở Vũ Hán, được chụp vào ngày 26 tháng 3 năm 2020. Vào thời điểm Vũ Hán nới lỏng các biện pháp phong tỏa vào một tuần trước lễ Thanh Minh, điều tra của tờ báo Kinh tế Tài Tân, viết tắt là Kaixi, của Trung Quốc cho thấy chỉ trong 2 ngày 25 và 26 tháng 3 năm 2020, một lò thiêu tại Vũ Hán đã nhận được 5.000 hũ tro. Con số này cao hơn báo cáo chính thức là 2.535 người chết vì dịch bệnh tại Vũ Hán. Đó là chưa kể cả thành phố Vũ Hán có tổng cộng 7 nhà thiêu, và vẫn theo điều tra của thời báo Tài Tân, nếu mỗi đơn vị đều nhận được một số hũ tro như vậy thì đã có tới 35.000 người chết trong 2 tháng qua. Tác giả bài báo điều tra của tờ báo Trung Quốc này lưu ý thêm rằng, trong giai đoạn cao điểm của mùa dịch vừa qua đã có thêm khoảng một chục lò thiêu dã chiến được dựng lên chung quanh thành phố Vũ Hán, nhưng báo Tài Tân không thể kiểm chứng về số hũ tro tại đây. Tờ báo đặt câu hỏi vì sao sự chênh lệch lại quá lớn giữa thống kê chính thức của thành phố và thực tế trước cửa các nhà thiêu ở Vũ Hán. Nhà báo Phạm Cao Phong ở Paris cho biết thêm như sau. Ngày 30 tháng 3 năm 2020, chương trình thời sự của các kênh truyền hình đài truyền hình nước Pháp như France 2, France Info và các kênh khác đều đồng loạt tố cáo hành vi của Trung Quốc giấu nhẹ có chủ ý về con số tử vong giai đoạn dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán tại quốc gia này. Phóng viên Pháp Miquel thường trú tại Vũ Hán cho thấy hình ảnh của những gia đình xấu số xếp hàng chầu trực nhiều giờ để nhận lọ tro của người thân tại các lò hỏa thiêu. Trong một bức ảnh chụp dãy hộp khổng lồ xếp như những công sự của quân đội, người xem dễ dàng nhẩm tính có tới 1.800 bình tro. Đây mới là tiền sảnh của cả một trong 7 tòa nhà thiêu tại Vũ Hán. Phóng viên Pháp nói thẳng tuột, Trung Quốc đã giảm thiểu đến 20 lần con số thực. Trung Quốc như thường lệ đã đáp lại phương Tây bằng những lời lẽ ngụy biện. Đây là hình ảnh ông Lu Shui, đại sứ Trung Quốc tại Pháp. Vào thứ Năm ngày 2 tháng 4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng về bản tin của Bloomberg. Người phát ngôn Hoa Xuân Oánh nói Trung Quốc cởi mở và minh bạch trong phản ứng với viêm phổi Vũ Hán. Bà nói, một số viên chức Mỹ đã đổ lỗi, chúng tôi không muốn cãi nhau với họ, nhưng đối diện với sự bôi nhọ đạo đức liên tục của họ, tôi phải nói ra sự thật lần nữa, chúng tôi muốn giúp đỡ họ theo khả năng của mình, nhưng các bình luận của các chính trị gia Mỹ thì đáng xấu hổ. Những sự bôi nhọ đổ lỗi không để bù lại cho thời gian đã mất, mà sẽ chỉ làm tốn thời gian và sinh mạng. Giải thích cho sự việc người dân xếp hàng trước các nhà tang lễ sau khi mở cửa lại vào ngày 23 tháng 3, Đại sứ Trung Quốc ở Pháp, ông Lu, nói có 2.500 người chết vì dịch bệnh và khoảng 10.000 người qua đời tại Vũ Hán 2 tháng qua vì nhiều nguyên nhân khác. Ông khẳng định, chúng tôi không giấu con số tử vong, các con số là chính xác. Đại sứ Lu nói hạn chế đi lại tại Vũ Hán từ ngày 23 tháng 1 đã khiến người dân không thể đến nhận tro cốt người thân. Vì thế, khi giao thông mở cửa trở lại mới đây, người dân mới xếp hàng dài như vậy trước nhà tang lễ. Ông nói, vào năm 2019, khoảng 51.200 người qua đời ở Vũ Hán, tức là trung bình mỗi tháng 4.000 người qua đời. Con số tử vong tháng riêng và tháng 2 cao hơn các tháng còn lại trong năm vì thời tiết lạnh. Ông nói vậy. Chuyên gia về Trung Quốc Niquet thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược của Pháp cho rằng Bắc Kinh đã đưa ra những con số rất thấp về trường hợp tử vong vì viêm phổi Vũ Hán để khoe thành tích, chứng minh với thế giới về thế thượng phong của Bắc Kinh ngay cả trước một kẻ thù vô hình như vậy. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm người dân Vũ Hán bị cách ly vì dịch bệnh vào ngày 10 tháng 3 năm 2020. Chính quyền của ông Chủ tịch Tập Cận Bình muốn chứng minh hiệu quả của hệ thống chính trị tại nước này. Nói cách khác, dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đã phục vụ mục tiêu tuyên truyền cho Đảng Cộng sản Trung Quốc cả với công luận trong nước lẫn cộng đồng quốc tế. Biên tập viên James Pham của tờ báo Policy cũng cho đồng tình rằng rất có khả năng Bắc Kinh đang cố tình đánh giá thấp số người chết ở Vũ Hán và tổng số người và số trường hợp bị nhiễm trên cả nước tại Trung Quốc vào tháng 2, ông viết như sau. Những con số tồi tệ ở Trung Quốc luôn được báo cáo thấp xuống, đặc biệt là khi hình ảnh quốc gia bị đe dọa và Trung Quốc hiện đang muốn chiến thắng loại cúm này để có thể tương phản với những gì thất bại của phương Tây.
nhưng ông đặt một giả thiết là tuy nhiên không phải như thế, như thể giới lãnh đạo Trung Quốc có một bộ sách bí mật chứa những số liệu chính xác hơn. Họ cũng vậy, đang phải vật lộn để tìm ra chính xác những gì đang diễn ra trong đất nước rộng lớn của mình. Ông giải thích là vì chính quyền địa phương một mặt được lãnh đạo khuyến cáo không được giấu các trường hợp bị nhiễm vì mục đích báo cáo bằng không, nhưng mặt khác, lãnh đạo cũng đang yêu cầu gần như không có trường hợp nhiễm nào mới trong cả nước. Một loạt các cuộc thanh trừng trước đại dịch đã khiến các quan chức đứng ngoài cuộc, và bất kỳ chính quyền địa phương nào mà chẳng may có một ổ dịch trên lãnh thổ của họ đều có thể gặp nguy hiểm chính trị nghiêm trọng. Không thể phủ nhận những thiếu sót bất cập trong hệ thống y tế ngay cả tại các quốc gia giàu có nhất hành tinh. Nhưng việc không chia sẻ thông tin chính xác về một siêu virus chủng mới nguy hiểm chết người là một tội ác cần phải được lên án của chính quyền cộng sản ở nước này. Và khi dịch bệnh mới bùng phát ở Vũ Hán, nhà cầm quyền Trung Quốc từng khẳng định rằng dịch viêm phổi Vũ Hán cấp tính chủng mới không thuộc dòng các bệnh dịch truyền nhiễm từ người sang người và đổ vạ cho Mỹ đã gây ra. Trung Quốc cũng liên tục gian dối khi cố che giấu sự thật. Chừng nào thể chế cộng sản còn tồn tại ở Bắc Kinh thì nhân loại sẽ còn tiếp tục nhận được những hậu quả chết chóc nặng nề từ thể chế này. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Sáu, ngày 3 tháng 4 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de